Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án cao tốc hơn 23.000 tỷ đồng ngay ngày đầu năm 2024. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1. Đây là công trình thuộc nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1 năm 2023 theo hình thức đối tác công tư PPP. Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài toàn tuyến khoảng 121 km, tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có chiều dài 93,35 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.331 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm 2026. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư sau năm 2026. Quy mô giai đoạn 2 đầu tư khoảng 27,71 km còn lại, từ điểm cuối giai đoạn 1 tại km 93+350 đến điểm cuối tại ranh giới khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.